5 cho tới 6 cái video. Trong đó có một video là Societies quy mô quán, một cái là sở hữu, một cái là các bệnh án vì sao không đạt, bệnh án tiền phẫu vì bệnh án hậu phẫu không đạt. Chúng ta phải nhấn mạnh lại cái quan trọng nhất của khi đi lâm sàng đối với liệu, các bạn chỉ nắm hai bài, đó là bài loose ghi do từ lựa tiếng và bài sở hữu. Nhấn mạnh về trong cái loose có một cái bài rất là quan trọng, đó là bài viêm hoàn quan cystitis. Tất cả các bạn ngồi đây không bao giờ viêm hoàn quan, nếu đừng để thay đổi pH. Cái thứ hai, đừng có bệnh nền. Trong bài này ta không nói cái bệnh viêm hoàn quan do các bệnh lây từ đường tình dục, ta không nói. Như vậy trên lâm sàng tất cả các bạn ngồi đây chỉ bị viêm hoàn quan sao do hợp mà thôi. Cơ chế vì sao viêm hoàn quan do hợp, vì cái pH âm đạo của phụ nữ là 4, trong khi cái pH của cái tinh dịch là 7.4. Do đó khi giao hợp, người nam sẽ đẩy vào âm đạo của phụ nữ một lượng lớn dịch và nó cho ra một cái pH mới. Với cái pH này cộng với một cái phương trình MOX nhân lên của vi trùng, có nghĩa là sau khi quan hệ tình dục mà người phụ nữ nằm ngủ luôn đủ thời gian 6 tiếng, vi trùng sẽ nhân lên theo phương trình MOX trong một cái môi trường vô cùng thuận lợi này. Lúc đó người phụ nữ mới bị viêm hoàn quan. Trong trường hợp đó người ta chỉ cần uống một liều thuốc duy nhất mà thôi, không cần hai liều, đó là kháng sinh và anti muscarinic. Trên lâm sàng chỉ cho bạn cần uống kháng sinh thường nhất là người ta xài ở mang tiền cộng với anti muscarinic thường nhất là người ta xài với sica, chỉ cần hai viên này, một viên là đủ, không cần uống thêm. Đối với bài viết hôm qua, các bạn thấy cách sách tiếng Việt viết không có sai, tuy nhiên sinh viên khi đọc đa số đều hiểu sai làm sao. 80% viêm bằng quang là do Oculin, 20% là do viêm bằng quang cơ hội bội nhiễm hoặc bệnh viện. 20% này nè là do các cái con Klebsiella pneumoniae hoặc Staphylococcus aureus. Như vậy đối với người sinh viên, tất cả các bạn ngồi đấy, tất cả các sinh viên đi lâm sàng nếu cần phải biết thế nào là viêm hoàn quan cơ hội, thế nào là viêm hoàn quan bội nhiễm và thế nào là viêm hoàn quan do nhiễm trùng đường truyền. Thứ nhất, cơ hội có nghĩa là phải có một nhân một cơ hội nào đó, một ai đó đẩy con vi trùng đó vào cơ thể bệnh nhân, thường là do cô y tá hoặc sinh viên của mình, ta mới gọi là cơ hội. Thế nào là viêm bằng quang bội nhiễm? Bội nhiễm là sơ infection, có nghĩa là trên nền của một con vi trùng nào đã nhiễm rồi, bây giờ nhiễm thêm một con vi trùng khác, ta gọi là sơ infection. Còn bệnh viện là phải thỏa mãn điều kiện thứ nhất là bệnh nhân đó phải nhập viện từ 72 tiếng trở lên hoặc là xuất viện 72 tiếng. Cái thứ hai là cái con vi trùng đó phải là con vi trùng của bệnh viện và do một nhân viên của bệnh viện hoặc do một ai đó của bệnh viện đưa vào cơ thể bệnh nhân qua các cái đặt thông tiểu, đặt thông dạ dày, đặt nội khí quản, thì trong trường hợp đó sao mới gọi là nhiễm trùng bệnh viện. Rồi, chúng ta tắt đây.